7 bí ẩn thú vị về phim hoạt hình không phải fan cứng nào cũng biết. Xin chào các bạn khán giả đang thong thả không biết có cười ha hả xem video ngày hôm nay hay không. Ở đây có một video cực kỳ bất ngờ về phim hoạt hình các bạn ạ. Phim hoạt hình chắc chắn là một cái phần không thể thiếu trong tuổi thơ của mỗi chúng ta rồi. Tuy nhiên, có bao giờ bạn thắc mắc là tại làm sao mà rất nhiều nhân vật hoạt hình lại có làn da màu vàng, hay là vì sao mà nàng Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem, công chúa tóc mây trên phim đều không có móng tay hay chưa nhỏ? Cùng với đó thì cũng còn rất nhiều những cái bí mật về phim hoạt hình mà chúng ta cũng chưa từng nghe qua luôn. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ một video giải mã những bí ẩn về phim hoạt hình xin phép được bắt đầu. Đầu tiên đó là bí mật về móng tay của các nhân vật hoạt hình Disney. Người ta hay bảo là tùy vào quyết giày thì có móng tay nhọn, nhưng mà riêng với Disney thì phải là vai phản diện, vai ác thì mới có móng tay đấy nhá. Chứ vào vai hiền mà có cầm chục quả quýt cũng chả có móng tay. Đã nói rồi mà các bạn cứ không tin. Đây nhá, cứ nhìn vào những nhân vật hoạt hình chính diện, ví dụ như nàng tiên cá này, Bạch Tuyết, Hoàng Mộc Lan, cô bé Lọ Lem, vân vân mây mây mà xem, họ đều không có móng tay. Còn những nhân vật phản diện, ví dụ như này, mẹ kế Bạch Tuyết, Maleficent, phù thủy Ursula, vân vân. Mấy người này thì không những móng tay vừa dài, vừa nhọn mà đôi khi còn được bonus thêm cả màu sơn đỏ chót nữa chứ. Vậy tại sao lại như thế nhở? Tại sao lại có cái sự khác biệt lạ lùng này? Thật ra thì cho đến giờ phút này vẫn chưa ai thực sự lý giải được cái sự kỳ lạ, và hãng phim đình đám Disney cũng chưa một lần đứng ra giải thích trước bàn dân thiên hạ. Có lẽ là để bảo vệ cái sự bí mật bất ngờ và thú vị trong phim của họ chăng? Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các nhân vật xinh đẹp và chính diện không được vẽ móng tay là vì do các họa sĩ đã đơn giản hóa một số chi tiết để quá trình thực hiện phim bớt tốn kém chi phí và giảm lượng thời gian thực hiện các bản vẽ hoạt hình. Cùng với đó, khi mà nhân vật có móng tay dài và sắc nhọn thì thường nhân vật đó nhìn sẽ độc ác hơn một chút. Cho nên, rất có thể như vậy mà các họa sĩ cũng không làm móng tay cho nhân vật. Còn khi khắc họa những nhân vật phản diện thì họ lại chú trọng cái phần móng tay của những nhân vật này và vẽ khá là kỹ lưỡng, không chỉ dài, nhọn mà thậm chí còn được tô màu nổi bật để tăng thêm cái độ đáng sợ và tàn ác. Còn các bạn có lời giải thích nào khác phù hợp cho tình huống trên hay không? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới, xong rồi chuyển cảnh đi khám phá tiếp các bạn nhé! Và thứ hai đó chính là tại sao Disney lại đeo găng tay cho nhiều nhân vật hoạt hình? Bạn đã từng xem bao nhiêu bộ phim hoạt hình của Disney rồi nhỉ? Và bạn có nhận ra cái đặc điểm kỳ lạ trên đôi tay của rất nhiều nhân vật hoạt hình, ví dụ như là vị Donald hay thậm chí là chuột Mickey, cô bạn gái Minnie, gia đình Goofy hay còn nhiều những nhân vật khác hay không? Những nhân vật này đều được đeo một cái đôi găng tay màu trắng, dù chẳng ai làm bác sĩ hay là cái ngành nghề gì liên quan đến việc phải đeo găng tay cả. Và có vô số lý do để lý giải cho cái điều bí ẩn này. Và lý do đầu tiên đó là tiết kiệm thời gian vẽ. Bật mí cho các bạn nhà đó đây một điều hết sức là bất ngờ, đó là để tạo ra một giây phim hoạt hình, các họa sĩ phải vẽ khoảng 24 khung hình. Cái điều này có nghĩa là họ cần phải vẽ tổng cộng 14.400 khung hình cho một bộ phim ngắn dài 10 phút. Còn ai mà tỉ mỉ hơn thì vẽ hẳn 40.000 lần. Và ngày xưa thì làm gì có sự hỗ trợ của cái máy móc tuy hại điện nhưng mà hiện đại như bây giờ đâu. Tất cả phải được vẽ bằng tay trong cái thời điểm mà không có bất kỳ chiếc máy tính hay là cái phần mềm hỗ trợ nào cả. Và do đó, các nhà làm phim thời ấy nghĩ ra một cách là vẽ găng tay cho nhân vật này để khỏi phải vẽ các chi tiết của ngón tay như là móng tay hay là các khớp tay nữa. Ngoài ra thì cũng còn một lý do khác cũng khá là thuyết phục cho những chiếc găng tay của Disney là để tránh cái sự hòa lẫn màu sắc của tay với cơ thể nhân vật. Vào cái thời gian đầu thì hoạt hình chỉ xuất hiện dưới dạng trắng đen, do đó đối với các nhân vật có tạo hình từ động vật này, màu lông đen của tay sẽ dễ bị lẫn với màu cơ thể, khiến cho khán giả khó lòng nhìn thấy được cử động của bàn tay. Và cũng chính nhờ cái đôi găng tay này lại là một sự cứu cánh giải quyết được cái việc đấy. Và cũng chưa hết đâu các bạn ơi, cái đôi găng tay nhỏ nhưng có võ này còn giúp hãng phim hoạt hình Disney biến nhân vật của mình thành người. Bởi vì Disney chỉ cho các nhân vật chưa phải là người mang găng tay mà thôi. Và chuột Mickey là nhân vật đầu tiên, khôn thế chứ lị. Và trong The Opry House vào năm 1929, cảnh chú chuột Mickey chơi piano đã trở nên sinh động và có chất người hơn với cái đôi găng tay trắng. Và từ đó các nhân vật không phải là người khác cũng lần lượt được đeo găng tay. Vì sao mà các nhân vật hoạt hình Disney luôn phải chịu cảnh mồ côi nhỉ? Bạn nào ở đây là fan cứng của Disney chắc cũng thấy rằng phần lớn các nhân vật hoạt hình của hãng này, dù xinh đẹp hay là tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng đều chịu chung cái cảnh ngộ là mồ côi mẹ. Bạn nghĩ đó đều là do cốt truyện và nguyên mẫu của phim á? Không hề các bạn ạ. Điều này được xuất phát từ một câu chuyện bi kịch riêng tư khác ở trong cuộc đời nhà làm phim huyền thoại Walt Disney.
Cái lý do được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn của hãng Disney, người phát ngôn của họ đã tiết lộ một câu chuyện cực kỳ buồn, ít ai biết trong cuộc đời của ông này, một nhà sáng lập ra hãng phim Walt Disney. Đó là hồi cuối thập niên 1930. Lúc này sự nghiệp của Walt Disney đã thành công rồi và ông đã báo hiếu cha mẹ mình bằng cách muốn mua cho họ một ngôi nhà mới. Nhưng cả gia đình họ vừa mới chuyển đến nhà mới không lâu thì bi kịch đã xảy ra. Khí ga ở trong bếp bị rò rỉ khiến mẹ của Walt Disney đã qua đời. Dù không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng đây là một cú sốc cực kỳ lớn với Walt Disney và ông không bao giờ nói lại về sự việc này. Nhưng câu chuyện đó đã âm thầm ám ảnh ông suốt phần đời còn lại và cả trong những bộ phim của ông. Vì vậy, Disney mới có nhiều nhân vật hoạt hình mồ côi và chủ yếu là mồ côi mẹ tới như vậy. Và bên cạnh bi kịch gia đình của ông chủ hãng phim, còn có một cách giải thích thứ hai về cái việc nhiều nhân vật hoạt hình của Disney có tuổi thơ côi cút là bởi cái chi tiết này đã giúp cho tình tiết phim được diễn ra nhanh hơn. Và sự mồ côi khiến các nhân vật chính phải chịu áp lực của trưởng thành. Chứ tưởng tượng, một bộ phim hoạt hình có mấy chục phút thôi mà diễn giải quá nhiều chi tiết về tuổi thơ của nhân vật bên gia đình như thế nào thì làm gì còn thời gian mà đi thẳng vào vấn đề chính nữa, phải không nào? Yes! Và thứ tư đó là vì sao đa số các nhân vật hoạt hình thường có làn da màu vàng kỳ lạ. Và cái bí mật thứ tư nằm trong video ngày hôm nay chính là về màu da kỳ lạ của đa số nhân vật trong thế giới hoạt hình. Vì sao nó lại kỳ lạ nhở? Vì nó không hề có màu vàng bình thường giống như những làn da vàng chúng ta đây, mà là vàng một cách quá đà. Nếu ai đã từng xem bộ phim hoạt hình nổi tiếng Gia đình Simpson thì chắc hẳn sẽ không quên được làn da vàng đặc trưng của các nhân vật trong phim rồi. Và đó chắc chắn không phải là bộ phim duy nhất có tạo hình nhân vật với cái màu sắc độc đáo này đâu. Sự thật là màu vàng đã là lựa chọn ưa thích của rất nhiều nhà làm phim hoạt hình kể từ khi cái phim hoạt hình có màu được ra đời. Và nguyên nhân thì không phải do đây là một sắc màu nổi bật, mà cái điều đặc biệt chính là màu vàng là một màu phù hợp để bổ sung cho nhiều màu phông nền của các bộ và làm cho bối cảnh trong phim trở nên hấp dẫn nhất về mặt thị giác đối với khán giả. Bạn xác nhận hộ mình phát xem như vậy nó có hấp dẫn thị giác không nhỉ? Và không chỉ vậy đâu, màu vàng cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa khác nữa. Nó thường gợi liên tưởng đến sự hạnh phúc, vui tươi và ấm áp, những đặc điểm thường thấy ở các nhân vật trong phim hoạt hình. Và các nhà sản xuất phim đã nhận ra rằng nó có thể thu hút được sự chú ý của người xem từ cái nhìn đầu tiên, nên mới cho ra đời nhiều nhân vật có làn da màu vàng, trông lại kỳ lạ đến như vậy. Vậy thì bạn có ấn tượng với nhân vật hoạt hình nào nhất, nhưng mà là cái nhân vật có làn da màu vàng các bạn nhé? Comment ngay một cái tên xuống bên dưới đi, để con mình chuyển cánh thôi nào. Và đến với mục 5, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các nhân vật hoạt hình bước ra ngoài đời thật thì trông sẽ như thế nào. Hỡi các bạn khán giả của nó đây, lại cho mình hỏi mạnh dạn một câu nữa, là cái nhân vật hoạt hình mà bạn yêu thích nhất là nhân vật nào ấy nhỉ? Các bạn có bao giờ lóe ra một ý tưởng là muốn nhìn thấy nhân vật đó ở ngoài đời thật để xem là mặt ngang mũi dọc nó như thế nào hay chưa nhỉ? Với các nét vẽ phong phú của các nhà làm phim hoạt hình, các nhân vật trong bộ phim đương nhiên đều có những nét mặt rất đa dạng, muốn vẽ và sáng tạo như thế nào là tùy ý. Thế nhưng mới đây, một họa sĩ người Brazil, Hidrelay Lely Diao, đã có một nước đi khiến ai cũng phải trầm con nhà bà trồ khi mà sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo nên các bức ảnh chân dung siêu thực của các nhân vật hoạt hình nếu mà họ xuất hiện ở ngoài đời thực mà vẫn đảm bảo được những đặc điểm đặc trưng của nhân vật ấy. Và sau đây thì Chin là xin mời các bạn chiêm ngưỡng một vài gương mặt quen thuộc của làng phim hoạt hình sau khi đã trải qua 7749 cái app chỉnh ảnh và một loạt công nghệ hiện đại dưới cái giao diện bằng xương bằng thịt. Đây chính là ông Moe trong The Simpsons, có vẻ giống nhưng mà chưa đúng lắm về màu da. Còn nàng Moana trong bộ phim cùng tên thì trông xinh chịu được. Ngoài ra còn có cả hoàng tử đẹp trai Eric trong cùng với Ariel xinh đẹp tuyệt vời nàng tiên cá, Tinkerbell trong Peter Pan, Jasmine trong Aladdin hay là Rapunzel vân vân và mấy mấy. Túm cái váy lại là nhân vật nào trông cũng amazing, good job em hết, nên là hãy dành tặng ngay một like cho cái video ngày hôm nay các bạn nhé. Những nhân vật hoạt hình giống hệt sao Hollywood. Vừa xem các nhân vật hoạt hình được Photoshop tại phiên bản đời thực là đã thấy ảo ma Nobita lắm rồi. Bây giờ còn có cả nhân vật giống hệt với các sao Hollywood nữa cơ á. Ta nói giống một cách gọi là kỳ lạ và lạ lùng, khiến người ta khó có thể tin nổi vào mắt mình luôn ấy. Hãy cùng chúng mình điểm qua một vài cái tên các bạn nha. Đầu tiên đó là nữ diễn viên Amanda Seyfried với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, cộng thêm nụ cười nửa miệng nữa. Các bạn nhận ra là cô này giống với nhân vật hoạt hình nào chưa ấy nhở? Ui dồi ôi, đó đấy thị là nàng Rapunzel chứ còn ai mà trồng khoai đất này nữa. Còn đây là công chúa da đỏ Pocahontas, còn đây là Erin Bedard,
Phải nói là cả hai giống nhau đến 99,999999% luôn. Từ khuôn mặt thon thả hơi góc cạnh đến mái tóc đen dài, lông mày thì thanh mảnh. Không biết nhà làm phim có mượn bản quyền hình ảnh của Irene Bedard không, hay chỉ là một sự trùng hợp không hề nhẹ thôi nhỉ? Và sau hai cái nàng công chúa vừa rồi, thì người lên TV tiếp theo chính là chàng hoàng tử đẹp trai Charming và phiên bản ngoài đời thực của anh, chính là diễn viên Zac Efron. Úi dồi ôi, đẹp trai mà lại còn giống hệt với hoàng tử trong phim như này á, thì khối chị em là phải rụng trứng cho mà xem. À mà có ai tò mò cái phiên bản đời thực của nàng Lily xinh đẹp là ai không ấy nhở? Và đó đương nhiên là cô nàng nhan sắc 10 trên 10 Anne Hathaway. Không tin thì cứ nhìn lên màn hình mà xem nhé. Thế này bảo không giống nhau thì chỉ có thể là lủng điêu, là bốc phét thôi nhá. Và ngoài những cái tên vừa rồi thì còn rất nhiều cặp sao Hollywood và các nhân vật hoạt hình khác giống nhau như hai giọt nước mà chúng mình chưa thể kể hết được. Vậy các bạn có biết đó là những cái tên nào hay không? Hãy giúp chúng mình liệt kê ngay xuống dưới phần bình luận các bạn nhé. Còn ngay sau đây thì hãy đến với một nơi mà các fan cứng của các nhân vật hoạt hình không thể bỏ lỡ luôn. Đất nước cho in hẳn nhân vật hoạt hình lên đồng xu. Một vài người mê phim hoạt hình thì không nói làm gì. Đằng này có hẳn một quốc gia mà cả nước ai cũng yêu thích phim hoạt hình. Và các nhân vật ở trong phim thì chắc chắn là do lỗi của nhà sản xuất phim nhé. Tạo ra ai bảo cứ tạo ra mấy cái bộ phim xuất sắc hết cả nước chấm luôn. Và đó chính là đất nước Nui, một đảo quốc quyến rũ và nhỏ bé tồn tại ở Thái Bình Dương, nơi mà nhà nước cho in hẳn nhân vật hoạt hình lên đồng xu để chiều sở thích của người dân. Nếu có dịp được đến đảo quốc nằm ở phía nam Thái Bình Dương này, bạn chắc chắn sẽ phải mắt chữ O mồm chữ A khi mà trông thấy những đồng xu đang lưu hành tại nơi đây. Nước này sử dụng hai loại tiền tệ, đó là đồng đô la New Zealand và đồng đô la Nui. Chúng có cùng kích thước và tất cả đều có hình nữ hoàng Elizabeth II ở một mặt. Mặt còn lại thì được chạm khắc những hình ảnh đặc trưng của đảo Niue, cá voi lưng gù, cua, thợ lặn, đua thuyền hay là cá kiếm. Cho đến năm 2001, các quan chức của đất nước đã quyết định thực hiện một nước đi không ai lường trước được, đó là dập nổi các ký tự Pokemon trên đồng tiền của họ. Mỗi cái trị giá 1 đô và có quốc huy Niue ở một bên, trong khi mặt sau có hình ảnh của Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle hoặc là Mew và các Pokemon khác. Mới đầu thì cũng tính làm chơi chơi thôi, nhưng mà làm xong thì những cái đồng xu này nó lại trở nên hot hòn hợp quá, nên quốc gia này lại cho ra đời một loạt đồng xu được đúc theo chủ đề phim hoạt hình, thể hiện hình ảnh các nhân vật đến từ Disney, ví dụ như là Donald, Goofy, Pluto, các công chúa hay chủ đề về chiến tranh giữa các vì sao, vân vân và mây mây được cho ra lò. Và đặc biệt là tất cả những đồng tiền phiên bản hoạt hình này đều được lưu hành hợp pháp, và có nghĩa chúng là tiền thật và có thể tiêu được. Những đồng tiền này thì ngay lập tức trở thành vật được các nhà sưu tập trên khắp thế giới săn lùng với cái giá gấp nhiều lần giá trị thực. Và năm 2014, những đồng tiền giá trị nhất được làm từ 7,1 gram vàng có hình chuột Mickey, Minnie, chó Goofy và Pluto đã được bán với giá khoảng 625 đô, tức là hơn 14 triệu Việt Nam đồng. Mà bạn biết gì không? Mặc dù giá trị thực của nó chỉ có khoảng 25 đô, là gần 600 nghìn thôi đấy nhá. Đúng là bán tiền lấy tiền là giàu nhanh nhất ấy.